tư ở đó lâu dài đó, bắt đầu mà bác tài sẽ đi từ cuối buôn, sau đó đi ra đầu buôn và mình đi lên làng đây ạ. Vâng ạ, đây là buôn hai con đầu ong bây giờ các anh chị đó, phía trước mặt nhà mình đấy ạ. Đó, các anh chị cứ nhìn cái biểu tượng này của cái cầu thang với lại ngôi nhà sàn dài. Vâng ạ, xong thông thả em sẽ giải thích cái ý nghĩa cho. Hai bên đường là buôn em. Vâng ạ, hai bên đường là buôn ạ. Vâng ạ, họ giữ nhà sàn này và phía sau nhà sàn là đều là biệt thự. Và nhà nào cũng có ô. Đây. Và mỗi nhà là chiều rộng từ 3 cho đến 50 mét mặt nhà đường. Nào buôn bán hết 100 mét chiều sâu. Đó. Và buôn này người ta thề là ngày xưa người ta lời hứa với lại già làng ạ. Là người ta không bán đất. Hoa tiên trắng. Vâng ạ, hoa tiên trắng. Hoa tiên trắng. Nhà hàng Ia Sinh này. Ô, cho xuống đây giá trị hơn là viền cà phê ấy. Dạ. Cho xuống đây đẹp hơn ạ. Hay là đi ở đây khỏi qua làng mình chụp hình đây cho đi ăn cơm luôn nha. Vì con này đẹp hơn. Rồi thống nhất tôi đi. Để bác tài chạy thẳng xuống nhà già làng Ama Harim. Các chị ơi như thế này giúp em ạ. Mình đứng ở ngoài không vào bên trong. Vì bên trong người ta kinh doanh ạ. Thế mình đứng ở ngoài chụp hình giúp em ạ. Phía trước mặt mình đây là nhà già làng Ama Harim và là nhà ca sĩ Iraq ở đây luôn. Rồi mình chụp hình 15 phút mình lên xe, 20 phút mình lên xe giúp em ạ. Nhà là già làng con cháu này á. Có được vào qua cổng không hay chỉ đứng bên ngoài? Chưa, có xe mui trần chưa? Chưa em. Thế không vào trong thì... Không vào trong thì chụp gì? Ít ra nó phải đứng ở chỗ bậc thang kia chứ, đúng không? Cứ để từ từ xem mọi người vào được thế nào. Tỏi cô đơn. À, kia là hành ấy nhỉ? Kia là hành nhỏ ấy. Nó còn vướng cả ô tô nữa này, chụp gì đâu, anh vừa bảo mũi trần đâu. Kia, giống sân kia. Đâu? Giống sân kia. Em chưa nhìn thấy đâu ấy. Đằng sau cây này. Trong sân nhà ông cơ mà. Bên phải. Có được vào đâu nhà. Cái này nó cũng lai tạp rồi nhỉ. Cái thì tôn, cái thì gỗ. Nhưng mà được cái là người ta nhất thiết người ta không bán đất. Cả làng này này nhất thiết không bán đất. Chỉ ở lại thôi. Rồi xin mời mọi người. Anh nhanh lên. Mời mọi người thăm làng của làng cổ Ako Ea, văn hóa cổng chiêng. Các bạn xem những cái bông hoa nó lạ lạ hay còn giấy này cũng hết rồi. Ô, cây này bị muội hỏng hết rồi.
bạn xem ở địa chỉ nhà sàn Mờ Nga Tăng Bi, hiện đặt tiệc gà nương cơm lam, âm nhạc cổng chiêng, ẩm thực Tây Nguyên. Thấy đẹp không? Đấy, bún này nó... Ôi giời ơi, đẹp chưa? Cái cây gì mà đẹp thế? Em lấy cái biển này là đẹp. Ủa cái cây gì trông lạ thế? Cây siro. Siro. Đẹp quá nhỉ. Hay ba nào. Chụp không? Em có chụp không? Thôi. Wow. Ui. Ui giời, bướm hoa, em còn bướm nó vào bông hoa này đấy. Không ai bắt mày đâu mà, cú đi. Đây là nhà của già nàng Ama Harim. Ui giời ơi, đẹp thế. Amarim Coffee, khuôn viên nhà sàn già làng Amarim. Mọi người tha hồ check in. Ôi giời. Lui ra tay, anh Sa Lâm bỏ tay. Này, nhìn đi được không? Đây là nhà hết của già làng Amarim. Đấy, nhà già làng. Nhưng mà vẫn được vào xem đấy. Ui cái trụ cổng đẹp thế. Trụ cổng dựng bằng cái viên đá núi lửa. Ôi giời, trong nhà toàn hoa đẹp chưa? Đỉnh của biển. Hoa tím nha, cho các bạn xem. Cây cỏ hoa lá, nhà già làng mà giàu thế. Đấy, nhà già làng tít ở trong kia xong rồi xây hai tầng một mái già nhật đẹp ấy. Không biết có được vào không, tôi xin phép đi vào một đoạn nữa. Một cây cau xuống rồi, cây cau lùn ấy. Không biết có phải quay trộm không đây. Cây này cây gì mà xem. Đây là đường lên, cái bậc thang để lên nhà già làng thế này. Chân như nào nhỉ Hương ơi? Đấy ơi, như này một chân hơi cao. Xem cái rầm. Cái rầm có gì? To lắm. Đừng đứng lên như thế. Cứ phải xa. Cái ba đứa nó đang ngồi kìa, chỗ hậu nó đứng ở ngoài để nhìn hoa đẹp lắm. Hoa đẹp lắm, người thì đang cười. Hai người
Tôi quay một đoạn nữa. Đây là cây gì vậy? Hoa nó tím ngắt là đẹp. Nét nét. Quay hết luôn. Chỉ trúc. Đây là cây chỉ trúc. À, đây là cây gì? Lá. Thằng nàng thì check in. Nó hơi lệch một tí nhá, để lấy cả cái đá. Đấy, nhà già làng có cái thác đẹp không? Hai vợ chồng má tôi chưa chuyên tiếng. Anh thơ nào ông kia ông bỏ cái điện thoại đúng rồi chưa? Cáo qua đây. Thôi, đem ông có thu không? Đó.